là không gian tôi ấy, là tôi hỏi nó chết ở đấy luôn rồi. Mặc tiên à, tôi chỉ chết được cờ bạc thôi, còn chết thì không chết đâu. Anh ơi, về đây. Giờ thì mỗi người một nơi rồi. Anh em mình đây cũng là anh em thân nhất trong lớp. Tôi của anh em ra đây. Lớp mình thì chiều tối nay họp lớp rồi. Xong rồi giờ là trường ai đường đấy đi rồi. Bây giờ anh em chỉ muốn ra đây tâm sự thôi. Đi anh em. Bây giờ ngồi đây. Em ngồi đây. Giờ trường học của anh em một cuộc sống. Chán nhỉ. Buồn nhỉ. Cũng là một cuộc sống. Ra ngoài kiếm tiền. Thằng Toàn này nữa. Mày chưa bảo ý thôi. Đừng phải cho bố mẹ mày phải lo nữa. Bỏ tài xỉu đi bạn ạ. Bây giờ tao bảo thằng Toàn này, bố mẹ mày đang đủ khổ rồi. Giờ anh em mình ra. Hết thời học sinh rồi, mỗi đứa một hướng. Chứ không phải lông bông như này được. Bố mẹ mày khổ, tao chơi mày nhiều. Tao biết. Hôm qua mày ở nhà tao đấy, bố mẹ mày không gọi điện suốt ngày cho tao đấy. Còn mày bỏ ngay cờ bạc đi cho tao. Ăn hôm nay nhưng mai mày sẽ mất. Là nó sẽ là hồng hòa, mày hiểu chưa? Bố mẹ tao thì khổ. Còn cái gì khó khăn thì chúng mày phải bảo tao. Không tao không bao giờ bỏ chúng mày đâu. Còn anh em nhớ ấy, 3 năm anh em học cùng nhau ấy, có rất nhiều kỷ niệm đẹp chứ không phải có kỷ niệm xấu, cũng có kỷ niệm đẹp. Anh em nên nhớ những cái kỷ niệm đấy, đừng bao giờ quên những cái kỷ niệm đấy. Hãy nhớ ở trong đầu, dù có như nào, còn đàn Đức huynh thì anh em vẫn bây giờ anh em là anh em sống với nào và sống với nào, hay là anh em đi theo tôi. Giờ tôi phải về nhà, tôi phải lo cho bố mẹ tôi nữa. Tôi đi theo bạn, tôi lại đánh nhau nhiều, bố mẹ tôi cũng thôi. Giờ tôi muốn về nhà làm ăn gì ạ? Giờ chả ai còn muốn đánh nhau nữa cả. Còn bây giờ tôi nói anh em này, giờ mỗi thứ một lời rồi. Ai mai sau có thất bại hay nghèo khó thì đi theo tôi, gặp tôi, không phải là tôi bỏ mặc anh em cả. Đấy là tôi chỉ nói một lời như thế thôi. Còn tôi có nghịch cái như nào, có chơi bài như nào thì tôi không mà bỏ được anh em. Anh em hiểu chưa? Thank you.
người nhá. Ở đây luôn á? Ở đây đi. Lấy cái. Rồi gọi nước em, tôi gọi nước nhá. Xong cơm lắm thì gặp. Thôi xong, con nào nước rồi. Ở đây ngồi, okay, ngồi đây. Lấy ghế đi. Tôi biết đâu. Lên được ạ. Lên tí đi, lâu lắm anh em mình gặp. Thế thôi. Nó bảo sao? Nó bảo nó bận, nó không đến được. Lâu lắm anh em, có gì không anh em mình gặp. Ngồi ngay. Ngồi làm nước. Nước lâu ấy nhỉ? Chắc quán đông, chờ tí. Quán này thay đổi nhiều nhỉ? Hồi xưa anh trước thì toàn chạy chân đất ra đây. Giờ ai có ô tô đi. Ô mà trước toàn nhớ là ngồi ghế đấy, quán giờ nó thay đổi ngồi khác luôn. Quán nó làm lại. Thế em xin á. Cảm ơn. Đây. Bạn này, dạo này tôi thấy Toàn này, anh em mới ở lại thì tôi thấy nó cũng chưa nhiều. Nhiều gì? Anh em mới giờ mới quay lại thì nó sao? Tôi thấy nó cũng chưa cờ bạc, tiếc cũng quá đà đấy. Tôi thấy nó chưa ghê mà. Mới hôm nay tôi thấy tôi không biết nhỉ? Sao anh em không bảo tôi? Dạo này bạn quan tâm sổ sách nhiều, bạn không biết. Ở đây tất cả anh em đều biết hết. Thế mỗi mình bạn cũng biết thôi. Đi vào nào. Đi anh em đi. Thế mà đéo ai bảo gì cả. Biết đâu. Cho tôi lấy cái áo đấy. Quên mất rồi. Nhìn anh ấy. Quên rồi. Anh em nào. Mày làm gì đấy? Tôi tao biết rồi, mày biết mày đang cầm mồ hôi và xương máu của anh em cơ. Thế sao không mồ xương máu của tao à? Mồ của mày như có mồ hôi và nước mắt của anh em. Mày tỉnh đi. Mày thì mang đi mày chơi những chuột đỏ đen à? Được. Thì cả anh em bao nhiêu năm giờ mày quay tiền hơn tao được.
coi như từ giờ là tao mày không có bạn bè hết. Đi về ơi, mày muốn chơi đúng không? Tao với mày chơi một canh bạc lớn vừa rồi, được tua nào ý. Má em chuẩn bị đi. Được. Má em chuẩn bị đi. Được. Má nói thật chứ. Lạnh à? Tôi run đấy. Bảo anh em chuẩn bị đồ đi. Hôm nay chưa lớn, thắng làm vua, thua làm giặc. Hiên, bảo anh em ở nhà chuẩn bị xong chưa? Tôi bảo anh em hết rồi. Bao nhiêu anh em đi đấy? Tôi gọi hết, 5 xe bạn ạ. Hôm nay chuẩn bị đi. Hôm nay trời nổi đấy. Được. Chơi gì? Thích như nào sợ ngựa? À, chúng mày có bao nhiêu tiền để chơi mà kéo người đông này? Tao đủ. Đủ chơi. Còn bây giờ chúng mày thích chơi gì? Liêng em. Hôm nay chúng mày đến đồng này đánh mẹ một ván tất tay đi. Thế thì như nào cũng được. Chia bài. Tiền chúng mày đâu mà lên bài? Tiền đâu mà đặt lên đây? Mày đủ chơi mày. Ba con ăn hết tiền nhá. Tô tô. Bài bố mày không điểm. Mày nghĩ cờ bạc xanh chín có ba con ăn à? Còn thế nào là không xanh chín nữa. Chúng mày làm gì ấy? Tiền lúc này tao đu hết. Toàn sách đây, cứ đu tiền nào. Đấy thì chúng mày cầm tiền chúng mày bước vào đây không? Thế chúng mày làm gì tao? Mày thích sao? Quá. Chúng mày định làm gì? Bố mày xem chúng mày ra được vào đây không? Tiền của bố mày là mối xương máu của mày, để chúng mày thích ăn là ăn đâu. Ôi, ôi, cứ chúng mày bắn luôn. Chúng mày thích nhà. Tiền ơi. Chúng mày, tiền này mày tính thế nào? Tiền này. Còn tiền này là mối xương máu của anh em tao. Chúng mày ăn bao nhiêu rồi? Bố mày, lên là hết. Bố mày cầm tiền ra, chúng mày có ý kiến gì không? Anh em, rút! Đứa này chúng mày cố gắng hết! Mãi khắc sâu, lời nguyện thề. Đàn ông dấu bao bao sóng gió quyết không rơi lệ. Nhưng khi tôi nghĩ đến anh em hành đề, một thời bên nhau vào sinh ra từng khóe mi rơi. Anh
em xem thằng em. À, anh em thấy không? Hậu trường, quanh hậu trường. Giả dép buổi sáng dậy như là anh em. Rất là ông cú. Dạ, anh em dậy chuẩn bị cho phim. Thì ở bác kia nói mấy câu gì? Bảo là bảo không thấy thằng Toàn ấy. À không, cái đấy không phải. Chẳng phải nói gì đâu mà. Đây bộ phim do thằng em sáng tác. Thôi em không dám lấy. Không, bây giờ bạn 2, 3. Hết tiền nhé.